Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bình Mau Quy đó. Chào mình của mình đỡ tên rồi nha. Bữa nay mình đi đâu? Đi ruộng. Vui không? Vui không? Vui. Quá đã không? Lặn cái chân ngắt. Vậy luôn hả? Lặn cái chân luôn. Vậy luôn hả? Yeah. Đứng lên. Chào. Thôi lúc kia mình là Bình Lem Bi Lóc, bây giờ mình là Bình Khu Mau. Đi nhiều quá da đen hết rồi. Đi chơi nhiều quá hay gì? Đi chơi nhiều quá da đen hết à? Vậy luôn à. Trước màn hình của mình á, thì các em đi cắm câu cá chê cá lóc nha, với mấy cái con sông con kinh này nè đó. Thì trước của mình á, đâu có đâu đó, thì bên đây á, thì có cái cánh cò bay thẳng cánh hả? Cò bay lúa, cò bay lả bay la hả? Nè có cò kìa, thấy không đó, trong điện thoại nè đó, thấy không đó, thấy chưa, con cò nhóc luôn. Ai vừa muốn xuống qua trong đây chặt ngắt xuống đi. Wow, ơi đây con xuống tầm bị tầm bạ. Đây là trẻ trâu đó, đây là sủi nhi, còn đây là trẻ trâu và sủi nhi. Chiều à, anh em trẻ trâu và sủa nhi lại tới đây nè. Rồi công bữa nay đi chơi có vui không? Vui các bạn. Vui. Thật sự vui lắm không? Vui. Con tên gì? Thạch Chi Tiết. Hả? Thạch Chi Tiết. Ừ, bé sao tên gì? Đồ ái mì. Đồ ái mì à? Con gọi là Minh và sang Minh. Còn đây là chắc các bạn biết chứ, đây là Bình Đen Bình Khmer Vlog. Mạo kính mời Úp. Còn bên đây thì Cương Thi nha các bạn. Cương Thi, lâu Cương Thi lâu không gặp nha các bạn. Lâu quá không gặp nha. Lâu quá không quay. Tại bên kia các bạn thì trong một thời gian vừa qua thì mình cũng bị sự cố tai nạn giao thông á, cho nên mình không có lên video. Thì bữa nay mình cũng được thấy khỏe đó, mình đi ra ngoài đồng nè, chở hai đứa cháu đi ra ngoài đồng chơi nè đó, chở hai đứa cháu ra ngoài đồng chơi thì coi cánh đồng này cũng người ta cũng cắt hết rồi. Cái bệnh mà lành khỏi là quay em luôn rồi. Thì nói chung thì cuộc sống mà mình đâu có biết cái gì đâu, thì bây giờ thì đây là trong xóm của mình nè đó, cánh đồng bát ngát đây. Mình gì? Mình khoe gì? Gì? Quá lỡ mình không mau đi lắm. Không, ở nhà gọi tính chắc là mình thôi một chữ. Một chữ một hả? Một tơ thôi. Rồi lên tivi là sao? Bên em à. Gọi gì khó quá, nó không được nè. Đây là phía sau màn hình của mình nè. Đó, cánh đồng rất là bát ngát. Chiều mình ra đi ngắm cảnh cũng thấy vui lắm á. Đây thì mình đang ở trên sông. Đây đây thiệt đi. Đem một cái thuyền. Đem một cái thuyền đây đó, thấy chưa? Thuyền. Chạy tới bên sông này kìa, đó. Đây mình quay qua bên đây cho cô chú anh chị xem nha. Đây thuyền đang chặt cua. Thuyền đó. Chú ơi xin trái dừa chú ơi. Người ta đi rồi xin gì? Có tiền xin. Thì nói chung là ở đây thì phong cảnh là cũng rất là tuyệt vời. Ôi trời ơi, nâng cao gì dữ. Thì cánh đồng lúc trước mình có quay cho cô chú anh chị em xem thì cánh đồng rất là bát ngát, lúa xanh, bây giờ lúa đã cắt hết rồi và người ta đã lấy xì bò xuống xới đất nữa rồi, á lộn, lấy máy cày xuống xới đất nữa rồi. Xới đất, xì bò nha mọi người. Tự nhiên hồi nãy nói xì bò. Ôi trời ơi.
đi xuống xe đây, đi chơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là Chiều Chiều con đi trước đi. Ừ, hai con đi trước đi. Đúng rồi, Chiều Chiều dắt cháu đi đi chơi nè. Đúng rồi. Đó, hai đứa cháu của mình cũng rất là quậy nha. À, thấy chưa? Nói chung là hai đứa cháu của mình rất là quậy luôn. Quá trời quậy luôn rồi. Ở đây là Sủi Nhi đang lại cầm câu cá. Sủi Nhi đó. Đó, Sủi Nhi thử xe tùm lum hết tại đường ruộng á các bạn. Đó, Sủi Nhi đã đi đó, thấy chưa? Quá trời tuyệt vời luôn. Còn bên đây thì xiên gà. Lại là mình đây. Lo chào các bạn kênh Bình Đen Vlog nha các bạn. Yeah. Mình vlog và mình đang cũng đang đi làm clip á. Bây giờ mình làm clip cấm câu á các bạn. Cấm câu à? Các bạn xem video của Bình Đen Vlog thấy hay các bạn nhớ đăng ký ủng hộ anh Bình Đen Vlog nha các bạn. Nhớ qua kênh mình sub like kênh mình luôn nha. Kênh của bạn tên gì? Kênh của mình là Mã Mạnh nha các bạn. Mã Mạnh Vlog nha các bạn. Mã Mạnh Vlog ạ. Nhớ ghé qua kênh của mình nha. Chúc các bạn xem video của Bình Đen Vlog một ngày vui vẻ. Rồi. Hạnh phúc nha các bạn. Ủa rồi xiên gà làm cái gì ấy? Em đang cắm mồi vô cần câu. Ồ lâu quá à, không thấy gương mặt ở trên. Đó, đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Let's go. Quá tuyệt vời luôn. Đó, anh xiên gà đang cầm câu nè. Mà không biết dính cá mập hay cá dồ đây. Không, cá chê đồ hói. Cá chê đồ hói. Tưởng là dính cá dồ hay là dính cá mập. Có khi nào cầm câu này dính cá sấu không? Dính cá sấu à? À, cá sấu này cá sấu kìa. Câu mình dính cá liên thiên luôn các bạn ơi. À, nhảy mày ơi, nhảy mày ơi. Đang chung kinh giờ đây, nhanh. À, nhảy đó. Rồi 1 2 3, đang chung kinh trời. Vô, bữa nay có vui không? Vô. Hay quá. Thì nói chung là cánh đồng bên đây thì rất là bát ngát luôn nha. Thì phía bên kia mình á, thì bên kia nữa thì khu nghiệp và hướng theo mình á, thì Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng. Còn đây thì chiều đó nít thì với trẻ trâu đồ thì nó qua đây tập tụ. Thì cũng nói chung là cũng rất là ok đi. Cho cháu mình nè, lâu lâu được xuất chuồng một lần, nó quậy quá cho quậy vậy. Các bạn ơi, hello các bạn. Nhớ mình không? Đúng, bữa nay gặp mặt ngốc luôn, đang sao đưa, lấy, nón rồi, lấy nón mà hiểm xuống rồi. Lấy nón mà hiểm xuống rồi. Ồ, lâu quá không gặp. Nè các bạn. Đầu tóc bây giờ đẹp trai rồi. Ồ, lâu quá không gặp rồi, chân mày bị gì á em trai? Một thời gian. Một thời gian không gặp. Rồi. Lùng quá mọi người ơi. Ê, bật lên. Quá trời đã luôn, quá trời vui luôn. Rồi mình xin được phép kết thúc video tại đây nha. Đây thì qua đi ruộng dắt hai đứa cháu đi chơi thôi mà vô tình cũng gặp anh gì? Hoàng. Anh Hoàng. Thì trong khi đó anh em song sinh thì cũng có anh Quyền. Thì bữa nay mình đi chơi thôi, phong cảnh cũng rất là đẹp nè. Chiều hoàng hôn. Thì nếu mà coi cảm thấy hay nhớ gì subscribe và đăng ký kênh cho Bình Khmer. Mau Bình Khmer. Bình Khmer. Bình Khmer. Bình Khmer. Bình Khmer. Bình Khmer. Quá rồi, thôi mình bây giờ mình xin kết thúc video nha. Nếu mà các bạn xem thấy phong cảnh buổi chiều ở ruộng quê mình thấy vui á, các bạn cảm thấy vui á thì nhớ subscribe và đăng ký kênh nha. Chiều dắt hai đứa cháu đi chơi, chở hai đứa cháu đi chơi nha. Thôi mình xin cảm ơn nha. Bye bye.